Lầu đế tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Dòng nữ tu duy nhất đón nhận các nữ tu bị đào. Dương Amini cảm thấy lẻ lôi trước cuộc tấn công và xâm lăng của Azerbaijan ở miền Nagorno-Karabakh. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Dòng nữ tu duy nhất đón nhận các nữ tu bị đau Trong giáo hội, hiện có một dòng nữ duy nhất đón nhận các phụ nữ bị hiệu chứng đau cũng như các phụ nữ lành mạnh. Đó là dòng tiểu muội môn đệ chuyên con. Chuyên sống đời chiêm niệm, và tạo lạc tại làng Le Plan, tỉnh Andra, cách thủ đô Paris, Pháp, 360 cây số về hướng Tây Nam. Nguồn gốc dòng này bắt đầu từ năm 1985, khi một thiếu nữ bị hiệu chứng đau, nay là nữ tu Veronica, đến gặp mẹ Lai. chỉ cảm thấy được ơn kêu gọi trở thành nữ tu. Chị đi gõ cửa nhiều nhà dòng, nhưng đều bị từ chối. Qua những tiếp xúc, mẹ bề trên Lai nhìn nhận chị Veronica có ơn gọi thực sự và hai người bắt đầu sống chung với nhau với hy vọng có thêm các thiếu nữ khác với hiệu chứng đau cảm thấy ơn gọi tu trì đến gia nhập cộng đoàn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tin công giáo CNA ở Mỹ truyền đi vào ngày 12 tháng 11 vừa qua, mẹ Lan nói rằng vào thời điểm giáo hội và các cộng đoàn dòng tu không hiểu làm sao một người bị hiệu chứng đau Nói theo danh từ nôm na là bị bệnh khờ, lại có thể được ơn gọi sống đời tu trì. Nhưng mẹ Lai là người đã học tâm lý và đã giảng dạy giáo lý trong nhiều năm. Mẹ thấy rằng những người bị tự đau mà mẹ làm việc với họ rất có xu hướng về đời tâm linh. Trong thời gian sau đó, có thêm các thiếu nữ bị đau xin gia nhập cộng đoàn và giáo hội nhận thấy nhu cầu hiện hữu của cộng đoàn này. Năm 1999, các tiểu mùi được thành lập như một dòng tu chim niệm do sắc lệnh của đức cha Pierre Plato, tổng giám mục giáo phận Bochy, sở tại. Bốn năm sau, cộng đoàn di chuyển đến làng Le Blanc, thuộc tỉnh Andra. Cộng đoàn có bảy nữ tu có hiệu chứng đào cùng với mẹ Lai là nữ tu Florence, sống ơn gọi trong một nhà dòng ở miền quê. Giữa một công viên chung quanh có rừng cây, quan cảnh rất thích hợp cho đời sống chim niệm các chị đón nhận câu nói của mẹ Teresa Cancuta như khẩu hiệu. Làm những việc nhỏ với tình yêu lớn, mẹ Line nói. Chúng tôi theo bước của mẹ Teresa, chúng tôi sẽ không bao giờ là những nhà thần học lớn. Đời sống của chúng tôi rất đơn giản và giống như đời sống âm thầm của Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse ở Nazareth. Các tiểu mùi sinh hoạt hàng ngày theo nhịp kinh nguyện, việc phụng tự và lao tác. Mẹ Line nói Điều rất quan trọng đối với các tiểu muội là luôn bận rộn. Các chị cũng dành thời giờ để canh tác vườn tược, trồng rau, đàn các khăn choàng cổ và làm các chiếc sắt, đồng thời sản xuất trà bằng những cây cỏ thuốc để bán tại những cửa hàng, đặc biệt nơi các nữ tu bán sản phẩm của đàn viện. Dòng này cũng được biết đến tại Mỹ nhờ một bài báo của quý ký giả William Morgan viết và đăng vào ngày 23 tháng 12 năm 2019 trên tờ Wall Street Journal. Tờ báo nổi tiếng chuyên về tài chính. Dân Armenia cảm thấy lẻ loi trước cuộc tấn công và xâm lăng của Azerbaijan ở miền Nagorno-Karabakh. Đức thượng phụ Raphael Bedros, giáo hội Manassian của giáo hội Công giáo Armenia ở Beirut, Liban thang rằng dân Armeni cảm thấy bị lễ loi trước cuộc tấn công và xâm lăng của Azerbaijan của miền nagorno Karabakh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ National Catholic Register ở Mỹ, nhân dịp khánh thành giáo sư Armeni ở Budapest với sự tài trợ của nước này, Đức Thượng Phụ nói, Chúng tôi đã hy vọng nơi câu trả lời của cộng đồng quốc tế đối với cuộc xâm lăng của Azerbaijan ở miền Nagorno nhưng hiện nay chúng tôi cảm thấy bị lẻ loi. Có một sự oán ghét thực sự chống các kỳ tô hữu, trái với hình ảnh nhân đạo mà các báo chí địa phương trình bày. Đức Thượng Phụ Raphael của cũng tố giác rằng những kẻ xâm lăng đang cố gắng tàn phá mọi vết tích văn hóa Armeni, những dấu hiệu sự hiện diện của các kỳ tô hữu Armeni tại Nogorno. Trong tình trạng này, người Armeni cảm thấy bị người Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đe dọa và ký ức về cuộc diệt chủng hồi năm 1915 lại tái xuất hiện. Đức Thượng Phụ cho biết, mặc dù những ngày qua có vẻ là an bình, nhưng biên giới vẫn không an toàn. Những vụ chạm súng gần đây nhất xảy ra hồi tháng 9 năm nay. Nhiều làng của người Armeni đã bị pháo kích. Vùng Nagorno-Karabakh thuộc lãnh thổ của Armeni với hầu hết dân cư là người Armenia nhưng lại nằm gọn trong lãnh thổ của Azerbaijan. Xung đột giữa hai nước bùng nổ hồi cuối thập niên 1980. Mùa thu năm 2020, xung đột lại tái diễn. Azerbaijan với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm phần lớn miền Nagorno-Karabakh. Hai ngàn lính Nga được gửi đến như lính bảo hòa, nhưng nay sự hiện diện của quân Nga kể như không còn với chiến tranh tại Ukraine. Nhật ký trừ tà số 200, ba chữ R để tiêu diệt ma quỷ. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào một vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary No. 200 The Three R's for Casting Out Demons nghĩa là nhật ký trừ tà số 200, ba chữ R để tiêu diệt ma quỷ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khang. Sau một buổi trừ tà trực tuyến gần đây với chúng tôi, một phụ nữ đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tôi đã có thể tham dự hầu hết các buổi học và nhận thấy rằng với mỗi buổi học liên tiếp, tôi ngày càng có thể đạt được sự chữa lành tâm linh. Trong nhiều năm, tôi đã bị một linh hồn ma quỷ đeo bám khiến tôi ghét Chúa và nguyền rủa Chúa Giêsu. Tôi đã tìm kiếm sự giải thoát trong một thời gian dài. Mỗi buổi học, tôi đang học cách đối phó tốt hơn với các cuộc tấn công ác độc từ ma quỷ. Đặc biệt, tôi đã học được rằng tôi phải thực hiện ba error. Bây giờ, tôi có thể liên hệ với Chúa Giêsu một cách yêu thương mà không có bất kỳ cảm giác thù địch, oán giận hay giận dữ nào như trước đây. Ba chữ R để loại trừ ma quỷ này là Reject, Renounce và Rebook, nghĩa là từ chối, từ bỏ và quở trách. Trong các phiên trực tuyến của chúng tôi cũng như các lễ trừ tà long trọng trực diện, chúng tôi yêu cầu những người đau khổ xác định các linh hồn ma quỷ hiện diện và sau đó nói ba chữ R. Vì vậy, chẳng hạn, nếu một cá nhân xác định được sự hiện diện của một ác thần ham muốn, thì người đó sẽ nói nhân danh thánh của Chúa Giêsu tôi từ chối tôi từ bỏ và tôi của trách linh hồn ham muốn nhân danh thánh của Chúa Giêsu tôi đã loại bỏ nó từ chối là thực hiện một hành động theo ý muốn có hiệu lực tôi không muốn có linh hồn ma quỷ này từ bỏ là trả lại cho ma quỷ bất kỳ lợi ích nào mong muốn hoặc nhận được trong mối quan hệ ma quỷ đề của Trách là tố cáo mạnh mẽ linh hồn tà ác. Trong tiến trình giải thoát, một bước quan trọng trong quá trình giải phóng là cắt đứt mối quan hệ giữa cá nhân và ác linh. Mặc dù một lời từ chối đơn giản có thể là đủ, nhưng chúng tôi nhận thấy cần phải nhấn mạnh ba chữ R này kỹ lưỡng và dứt khoát hơn một chút. Sau khi người đau khổ đã chính thức từ chối linh hồn tà ác nhà trừ tà sau đó có thể viện dẫn quyền lực của giáo hội và dễ dàng loại bỏ nó hơn trong khi toàn bộ quá trình loại bỏ ma quỷ có thể mất một thời gian quy trình chính thức loại bỏ linh hồn ma quỷ sử dụng ba chữ r là một bước quan trọng trong suốt chặng đường tôi cũng nhận thấy ba chữ r này rất hữu ích trong việc vượt qua những cám dỗ bình thường của cuộc sống vốn thường được thúc đẩy bởi những linh hồn ma quỷ Bất cứ khi nào chúng ta bị cám dỗ, chúng ta có thể nói: Nhân danh thánh của Chúa Giêsu, tôi loại bỏ các ác thần và nêu tên cám dỗ đó. Tôi từ chối chúng, tôi từ bỏ chúng, tôi của trách chúng. Nhân danh thánh của Chúa Giêsu, tôi đuổi chúng đi. Cá nhân tôi thấy nó hữu ích, tôi nghĩ những người khác cũng vậy. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lâu đế tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.